Sáng nay tại quảng trường thành phố Hưng Yên, báo Hưng Yên phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Giải Việt dã truyền thống lần thứ 23 năm 2022. Tới dự và tham gia chạy phát động có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Giải Việt dã truyền thống báo Hưng Yên qua 23 lần tổ chức đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh nói chung và môn chạy bộ nói riêng. Giải còn là cái nôi ươm mầm tài năng cho nhiều vận động viên thể thao thành tích cao môn điền kinh của tỉnh. Tham gia Giải Việt dã truyền thống báo Hưng Yên lần này có 12 đoàn đến từ các huyện, thị xã, thành phố và lực lượng vũ trang với tổng số hơn 100 vận động viên. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu, các đoàn vận động viên tham gia chạy phát động phong trào với mục đích khích lệ các tầng lớp nhân dân tích cực tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe. Sau lễ khai mạc đã diễn ra các nội dung thi đấu của giải gồm chạy cự ly 1.200m dành cho nhi đồng, cự ly 3.000m nữ trung niên và nữ thiếu niên, cự ly 4.000m nam trung niên và thanh niên, cự ly 4.000m nam thiếu niên và cự ly 5.000m nam thanh niên. Sau 5 loạt chạy hấp dẫn và kịch tính, kết thúc giải, ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên đạt thành tích cao ở những cự ly chạy và trao 2 giải đồng đội ở nội dung chạy dành cho thiếu niên và thanh niên.